Cát Tường xin chào quý vị, chúng ta đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Và mọi người ơi, hôm nay cũng trong một không gian rất là lãng mạn nha. Nhà hàng LA Garden Restaurant nằm tọa lạc ở trong khuôn viên của biệt thự Lan Anh quý vị nhé. Và đến đây á, chúng ta thấy không gian rất thoáng mát, đồ ăn rất là ngon nè. Chúng ta có thể tổ chức những cái buổi tiệc, những buổi họp mặt của công ty. Thậm chí là chúng ta có thể tổ chức đám cưới theo phong cách sân vườn nè ha. Có nước sông thoáng mát, có những chiếc du thuyền trắng trắng xa xa rất là đẹp. Có cả hồ bơi nữa quý vị ạ. Và đặc biệt món ăn rất ngon. Chúng ta hãy một lần đến đây để trải nghiệm và thưởng thức ẩm thực ở đây quý vị nhé. Và ngày hôm nay thì chương trình Hẹn Ăn Trưa cũng sẽ có những buổi ăn rất là ngon cho các cặp đôi khi đến tham gia chương trình. Chào bạn trai. Hello. Đợi Tường chút xíu nha. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái của mình vào rồi chúng ta bắt đầu câu chuyện hẹn hò ngày hôm nay nha. Rồi, đây ghế đây ha. Rồi ngồi vô ghế. Rồi mời hai bạn mở mặt nạ ra. Rồi, xinh quá. Rồi bây giờ giới thiệu đi nè. Chào chị Cát Tường với chào bạn nữ anh Bển. Mình tên là Hồng Nguyễn Kim Bằng, sinh năm 88. Mình quê Bà Gốc ở thành phố luôn. Đang làm công việc gì? Thở ra, hít thở hít thở. Dạ bây giờ công việc của em hiện tại thì đang có nhà cho thuê. Nhà thuê đâu? Dạ nhà Gò Vấp luôn. Nhà Gò Vấp luôn? Dạ. Gần nhà tôi đó. Thuê nhiêu tháng rồi tôi thuê nè? Dạ 6 triệu. 6 triệu tháng à? Và hiện tại làm công việc gì? Dạ thì em cũng mới vừa nghỉ bên ekip của Trịnh Thành với Harry á. Ồ, làm gì bên đó? Dựng cảnh hiện trường quay á. Ồ, rồi giờ có làm chỗ nào chưa? Dạ chưa. Vậy về dựng cho chị được không? Dựng là dựng sao? Dựng là cụ thể là làm cảnh gì? Tạo cảnh á, giống như mình tạo cảnh lên nè. Cho cái tiệc như là một cái quay trước khi mình quay á, mình tạo cảnh lên, dựng cảnh hết luôn, như quay hết giờ dọn về. Rồi giờ định làm gì? Dạ thì giờ cũng chưa có biết nữa. Dũng mới nghỉ đây à. Tại má không kêu đi trong giới này là má biết kêu đi tới tối ngày đi tới lui hoài á. Không có bạn gái không có chịu. Rồi trước khi mà làm cho anh Trấn Thành mấy cái chuyện dọn cảnh đó là làm gì? Dạ em làm công an. Hả? Hả? Thì sao làm công an? Tự nhiên không làm công an, bỏ làm công an đi làm dọn cảnh là sao trời? Dạ nói chung là em cũng... Ủa làm công an tốt lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề vậy? Vì cưới vợ nên em mới ra ngành. Ủa cưới vợ rồi luôn hả? Dạ có. Trời ơi. Thôi để từ chút khai thác để nghe bên đây giới thiệu trước đi. Anh này là vui nè, anh này được nè. Còn em sao? Em chào chị Cát Tường, em chào bạn trai bên kia. Em tên là Thanh Huyền, em đến từ Vũng Tàu và năm nay em 26 tuổi. Rồi. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở dưới Vũng Tàu. Trước khi làm nhân viên lễ tân là làm gì? Trước khi làm nhân viên lễ tân thì em cũng có buôn bán nhỏ. Rồi, hiện tại là mình đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em sống ở Vũng Tàu ạ. Vũng Tàu? Dạ. Có ý định gì lên thành phố lập nghiệp không? Chị chỉ nhà thuê cho bên Gò Vấp 6 triệu tháng. Có nhiều khi là thuê không lấy tiền luôn đó. Dạ không lấy tiền thì được. Nhưng mà em có ý định lên Sài Gòn lập nghiệp không? Hỏi thiệt, có khi nào nghĩ là mình sẽ lên Sài Gòn sống chưa? Dạ cũng có, tại vì trước đây em cũng sơ khi mà kinh doanh nhỏ thì em cũng ở Sài Gòn 2 năm rồi. Thí dụ bây giờ lên Sài Gòn thì em sẽ làm được cái gì? Chắc em sẽ kinh doanh nữa. Kinh doanh gì vậy? Dạ em thì có sở thích về ăn uống, chắc là sẽ là làm ăn uống. Vậy là cũng hay. Thí dụ như có bạn gái kinh doanh về ăn uống là cái mình cho mướn cái nhà đó ở kinh doanh. Không phải em tính rồi là về có thể là mệt quá. Mệt tập quá hả? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ ngang 4,5 mét và 8 mét. Ai đứng tên? Dạ em. Hay quá. Được á, tôi thấy kèo này được á. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Điểm mạnh của em thì là một người khá là vui vẻ và tự tin. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi bướng. Cái nhiêu đó thôi à? Nhiều đó thôi, nhiều đó cũng mệt người ta rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Chung là điểm mạnh của em là bất cứ công việc gì em làm cũng được hết. Công an mà em còn làm được mà việc gì mà em làm cũng được, cái đó khó lắm luôn. Chứ hồi đó em làm công an làm ngành gì? Dạ em bên phòng cháy gì? Phòng cháy chữa cháy hả? Mà có chữa được trận nào không? Dạ. Có rất nhiều, thầy trên người cũng có nữa. Có thầy trên người luôn. Làm được mấy năm? Dạ 4 năm. Làm 4 năm. Rồi thiếu quý năm nhất đồ cưới vợ. Thiếu quý năm nhất cưới vợ cái là mình sinh ra khỏi ngành luôn. Rồi tự nhiên đang làm phòng cháy chữa cháy 4 năm, lấy vợ đi ra khỏi ngành rồi giờ vợ đâu? Dạ. Như vậy. Tại sao kỳ vậy? Nói chung là vì tài sản. Hả? Vì tài sản thôi cả nhà. Vì vậy để chia đôi ra. Rồi chia nhiều không? Không chia, tại lúc đó má còn đứng tên. Vậy vợ em tính không khôn rồi. Nhưng mà tính gà quá non á. Tưởng đâu là em đứng tên. Tại lúc đầu má cho nhà là kêu cho cháu, cho chị hai một căn là con chị hai thằng nó là 22 tuổi. Nó đứng tên được, con của con là mới có 10, lúc mà lại vậy mới có 8 tháng thôi. Nó nghĩ là con đứng tên, lại hộ khẩu nhóc luôn nhà luôn. Ly dị, con theo mẹ. Mình phải chia. nhưng đâu có luật. Này ra luật là không được. Trước hôn nhân con còn dưới tuổi không có là ba má vẫn còn đứng tên nhà. Rồi vậy đứa con là bao nhiêu tuổi rồi? Giờ hôm nay là 17 tháng. 17 tháng giờ nó ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ rồi có chu cấp gì không? Nói chung là 3 tháng đầu em vẫn chu cấp bình thường. Lúc là nhóc còn nhỏ với chu cấp sữa với tả. Suy ra nữ không có tiền xài ở đâu. Cấm cản là không chơi định thăm nữa, dặn cô giáo dặn hết luôn mọi người, không chơi định thăm. Muốn cái gì là hình nhóc gửi qua nhà. Hình trong thấy nhà khoái là nhóc cánh tôn mà. Thấy khoái lắm, đầu nhà bắt đầu cho mọi thứ, muốn gì có đó hết. Mà được mục đích không mà cái là không gửi hình nữa. Có nghĩa là không cho thăm, chừng nào cần dạ, đúng rồi. Cái gì thì mới cho. Dạ. Rồi lý do tại sao ly hôn? Mà có cái đỉnh điểm gì chứ đâu lại tự nhiên. Một chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ cụ thể. Dạ mặc đồ bộ của nhà. Ừ. Đối diện nhà là sửa xe đậu không? À. Để cái đầu nhóc để dưới cửa nhà nè, khum ống nhóc lòi ngực hết luôn. À. Em thấy em với nào em ơi, áo quần á đối diện quay qua nói là đầu mày tối ngày suy nghĩ vậy không? À. Chưa được 15 phút bắt má em từ bên 2 chạy về bên Nguyễn Công, chạy về bên Quang Trung, ly dị liền. Vậy nó nhưng mà có ý định lại 3 lần rồi. Lần đầu cưới mấy tháng là ôm tiền vàng đi hết, đi mấy ngày xong về để ăn nhóc được mấy tháng nữa. Thôi chia buồn cùng em, bỏ qua đi. Đúng rồi chị em. Thôi đề trai phải bị vậy cho để mà nó trưởng thành cứng cáp hơn ha. Rồi tình duyên sao cưng? Em thì chưa từng kết hôn nhưng mà em có một đứa con rồi. Ồ vậy hả? Con em bao lớn rồi? À, con em thì năm nay 5 tuổi rồi chị. Rồi lý do sao mối tình đó sao ra đứa con nó kể nghe nè. Em có quen một anh đó thì lớn hơn em tới 15 tuổi lận. Trong cái giai đoạn em quen thì qua tìm hiểu với gia đình anh đó thì họ cũng nói rằng là ảnh đã ly dị rồi. Nhưng mà sau khi em có em bé thì em mới biết được là ảnh chưa ly dị. Cho nên là em đã chia tay và sau đó là nhờ ba mẹ em cưu mang thì em cũng sinh em bé. Và sống tới bây giờ. Bao lâu rồi em? Dạ cách đây 6 năm rồi chị. Cách đây 6 năm. Nhưng mà khi em sanh xong tức là anh nó không liên lạc. Đôi khi cũng có liên lạc nhưng mà hầu như là liên lạc kiếm chuyện nhiều hơn là liên lạc để lo cho con hoặc là muốn nhận con. Không có ý định nhận con, gia đình bên nội cũng không có ý định nhận con luôn. Họ muốn em đổi tên cho đứa bé và đổi qua hộ khẩu nhà họ thì họ mới nhận, còn nếu không thì họ không thèm. Mà em không chịu thì là con họ dạ, mẹ đúng không? Rồi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. Nhưng bây giờ em thấy cuộc sống em ok không? Ổn không? Bà dạ mẹ đơn... rất ổn. Bà mẹ đơn thân có gì khó khăn không? Cũng có khó khăn chứ chị, nhưng mà em thấy là chắc nó ít sóng gió hơn là nếu như mà em lấy phải anh đó. Ông người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Em muốn tìm một người có sự yêu thương đối với những đứa con nít mà nó thiếu thốn tình cảm và có chí cầu tiến một chút. Thực sự thì là em làm mẹ, con em nó cũng thiệt thòi nhiều rồi. Cho nên là em muốn bây giờ nếu như sau này có khả năng thì em sẽ bù đắp được cho con em nhiều hơn những gì mà em có thể làm. Cho nên là nếu mà để làm được như vậy thì bạn trai cũng cần một người rất là có chí tiến thủ thì mới có thể cùng em. Em năm nay cũng còn rất là trẻ, mới 26 tuổi phải không? Dạ. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ có chứ chị. Còn em? Dạ em muốn, nếu mà có tiếng thì bước nữa thì sẽ có con chứ. Muốn đẻ mấy đứa nữa? Nếu mà thường để tại có điều kiện cái thoải mái. Thoải mái luôn hả? Mà có điều kiện không? Thì nói chung là nó có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nói chung là em không thích mà đẹp quá, mà không thích là xấu quá, nhưng mà trung bình vừa nhìn được, mức lương mà nó ngang, đừng có cao quá, dùm 6 triệu luôn cũng nghỉ cũng được nữa. Tại nhiều người mà làm lương cao quá, cái việc nội trợ nhà với lại chăm sóc gia đình đó, nó không có lúc nào cũng tiền trang hòa với nhau, nó về cuộc sống mới dễ. Rồi người ta không làm mà tiền đâu xài, rồi sinh con đâu ra tiền làm. Em đi làm đủ nuôi vợ con không? Thì em cưới vợ không để 2 năm trời vợ mới nhà không á, để con đến hiện tại luôn. Giỏi dữ vậy, bây giờ thất nghiệp rồi nè, giờ đâu làm gì Trịnh Thành nữa. Làm bình thường. Làm gì giờ? Chạy ráp bình thường. Dung em từng chạy ráp rồi, em làm bất cứ một cái ráp sao nuôi đủ vợ con. Thì đồng vô đồng ra tháng thì tiền nhà, buôn bán, nếu mà về nó buôn bán quá hay là em tính là mở rửa xe nữa đó. Rồi bây giờ cái chủ yếu là cái mẫu người lý tưởng sao nè, cao thấp mập ốm nè, số đo 3 vòng nè, mắt mũi miệng nè, muốn sao? Bây giờ cũng làm lỡ nên em không có đòi hỏi cao nữa. Thì cũng phải có tiêu chuẩn để chị mới kiếm được chứ, coi họp người ta mới làm mai chứ trời. Trên 1,5 mét. Trên 1,5 mét phải không? Đâu đưa chị coi cái hình coi trên 1,5 mét không. Nè kiếm đi, có cổ trọng đó, kiếm đúng rồi tôi gả. Trời đưa cái hình gì có thấy gì đâu trời, sắp nắng chĩa chói trang vô mặt hết trơn vậy. Tấm hình này ảnh đã trọng á, coi ảnh đã trọng mới ráng kiếm ảnh đi. Sao? Tại sao chọn bạn đó? Tại sao chọn cô đó? Tại nhìn cái cách nhìn bươn chải. Bươn chải hả? Nhìn cái hình là biết ta bươn chải luôn hả? Hay thì kiếm ra ảnh chưa? Em nghĩ là anh này. Sao nghĩ anh đó? Em đoán thôi à. Đoán bằng nhờ cái dự đoán gì mà đoán? Nãy giờ tôi chưa có nói cao. Dạ, đánh mò đó chị. Đánh mò đó hả? Rồi bây giờ được chưa? Bây giờ hai bạn nhìn nhau nha. Bây giờ tôi mở cửa ra rồi mình nhìn vô coi cái hình mình chọn với cái người thiệt nó có đúng hay không. Bảo đảm chê chắc luôn, nhắn con chú Huyền Linh nè. Bảo đảm gì? Chê. Bảo đảm chê chắc hả? Ủa sao chê? Chê em gì? Em tự ti cái gì trong người em mà em sợ người ta chê. Giống như chú Huyền Linh. Giống chú Huyền Linh sao? Ủa em ơi cho em hỏi cái nha, em thích bạn trai có tóc hay không tóc? Dạ em chỉ sợ bạn trai là không có não thôi, chứ còn tóc hay không tóc nó không quan trọng anh. Được không? Được không? Cái này được. Dễ thương, tôi nói anh này được. Tôi nói rất là dễ thương, tôi thấy rất có tiềm năng. Tôi thấy đây là một cái nơi ổn định rồi đó, lên thành phố lập nghiệp đi. Có gì chị Tường hỗ trợ cho buôn bán online nè. Rồi, mở cửa trái tim, tôi thấy được là được. Em đánh đúng kìa. Sao biết đúng? Người ta đội nón mà đoán đúng hay vậy? Đấy đúng luôn đó, cái anh cao cao phải không? Hơi hói hói cho nên mới đội nón che hói đó. Rồi bây giờ đoán sai rồi nè. Ừ, rồi bây giờ đoán sai rồi, giờ bị phạt cái gì đây? Em muốn phạt ảnh gì em? Dạ thôi, tùy chị Cát Tường á. Giờ hát hò, nhảy múa, hít đất, thục dầu, muốn làm gì? Ừ, lính cho hoạt động đi. Lính cho hoạt động đi hả? Rồi thục dầu, mùi cái. Đây, đứng ở đó. Hít đất là thường rồi. Thục dầu chéo chân, chéo hai chân lợi. Khó vậy? Biết thục dầu chéo chân không? Đó, chéo chân nha. Coi có loại BD không nè. Kiểm tra đi, tôi cho cô kiểm tra mà cô không kiểm tra. Đó, 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 đó. Xuyến xuyến rồi. Lính cho hoạt động hả? Ổn không? Máu huyết bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe ha? Dạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này tôi thấy dễ thương. Qua đây, không có cần đi qua làm chi. Chưa bấm nút qua làm chi. Em cảm ơn anh. Sao nói gì chân vậy? Nó tặng bạn gái. Có đâu? Này có. Em có cái này tặng anh. Cảm ơn. Cả một đời gì? Quá dài. Dài lắm hả? Hay dạ, dài? Quá dài để chịu đựng nhưng mà quá ngắn để hạnh phúc. Cả một đời quá dài. Bây giờ em làm sao cho cuộc đời nó hạnh phúc một xíu cho nó dài mà đau khổ mệt mỏi lắm em ơi. Rồi giờ chị đi vô trong hai đứa nói chuyện nha, nói chuyện riêng xíu chị Tường quay lại nha. Chứ chị Tường ngồi đây rồi hỏi giờ em muốn sao, nguyện vọng, trời ơi cô gái kêu tôi hỏi nữa. Lâu quá, một ngày. Lâu quá gì rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức, đây là set cơm, cơm chiên cá mặn đút lò, tàu hũ ki gói chả cá thác lát với lại là trụng gà rang muối. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng rất là ngon nha. Nhớ mà ăn phải có tâm sự nói chuyện nữa nha. Bạn hồi tôi vô tôi đúc kết lại chuyện tình yêu nữa nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Anh muốn anh nói trước hay em nói trước? Nói chung là ưu tiên phụ nữ. Lần đầu như thế em, anh thấy như thế nào? Chung cũng... Thôi đổi bộ khác đi. Vì em thích làm ăn, dù em thích làm cái gì? Thực ra thì em thì có duyên với nấu ăn uống hơn. Cho nên là nếu như mà có kinh doanh thì em thích kinh doanh về ăn uống hơn. Không có nhậu được không? Ừ. Thiệt. Phức bạn tạp. Rất là nhiều, bạn rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái việc phức tạp của cái việc mở quán nhậu á thì cũng có thể được. Thế quá. Vậy dự định trong tương lai của anh là gì? Chung anh sẽ làm chứ, nhưng mà làm kiếm thêm. Tại vì hiện tại thì là anh cũng đã có một đứa con rồi, em cũng đã có một đứa con rồi. Thì anh nghĩ là với cái thu nhập hiện tại như vậy á, cứ cho đối tính với công việc hiện tại của em. Với lại cái lúc nãy anh có nói là sau này anh chỉ muốn là nếu như anh có đi bước nữa thì người đó chỉ làm ở cái mức lương tầm thấp như vậy thôi. Ừ. Thì anh nghĩ là có đủ để trang trải cuộc sống ở trên Sài Gòn không? Đủ chứ. Sài Gòn biết cách tiết kiệm rồi, cả nào cũng dư đó. Dạ. Ví dụ như mà sau này mà cưới một người về thích cái người chồng nó sao? Không có gia trưởng. Nó không có nữa. Yên tâm. Và đôi khi nó cũng cần cái sự thông cảm một chút, tại vì em nghĩ là em là một người hơi có chút gì đó gọi là cầu tín. Cho nên là em muốn là công việc cũng giống như là cuộc sống gia đình thì nó phải đi lên, chứ không thể nào mà nó cứ dậm chân tại chỗ được. Tại vì em thấy là vợ chồng mà kinh tế nó không ổn định thì mình cũng khó hạnh phúc lắm. Sao? Nãy tôi nghe gì ở ngoài, ủa ăn chưa? Quá trời luôn vậy. Ăn quá trời đâu, sao thấy còn nguyên vậy? Ngon không? Ngon. Bóc một lá thăm coi. Rồi đọc lớn lên coi trong trọng nói gì. Yêu cầu bạn nữ vừa hát vừa thể hiện hành động lãng mạn với bạn nam. Rồi, làm đi em. Dạ anh muốn em làm hành động gì? Không nhát luôn. Không nhát không hả? Giờ hát cho ảnh nghe bài trước đi. rồi coi cái nội dung nó làm sao. Hôm qua mình hôn lên trán anh hôn lên chỗ hói đó là lãng mạn. Chủ yếu hành động lãng mạn nè. Thôi em bỏ cái khúc hát em làm hành động lãng mạn. Rồi qua hành động lãng mạn. Qua bên đây nè. Diễn lên, diễn lên. Trời ơi, mai về bọc tóc luôn á. Được không? Lãng mạn không em? Dạ được. Hạnh phúc không? Dạ được. Mai chỗ đó về mà nó có lát thêm miếng nữa em cũng phải cam tâm chấp nhận đúng không? Về tắm chừa ra. Rồi, mời em bóc một lá. Yêu cầu đối phương kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Cái này em thích. 3 bí mật của em mà em chưa từng kể với ai. Kể với cổ. Nhật nhất ấy. Chung là anh hơi tế nhị xíu thôi. Mình không bao giờ mặt nhỏ. Em xin lỗi. Sao vậy cưng, thích quá hả? Sao cười phì đó dữ vậy? Được, cái này bí mật đó. Cái thứ hai là bữa nay hiện giờ là cũng không có mặt luôn á. Có gì? Ủa vậy sao nói là hồi đó giờ không có mặt? Tại nay lên đông người mặt chứ. Thôi làm nhà mặc quần đùi xong mặt quần dài luôn. Không phải quần lửng. Rồi bí mật thứ hai. Tắm rất là nhiều. Nhiều là sao? Nóng thì 20 phút vừa nóng sói nước khó chịu người. Người có hôi không? Dạ không. Tắm hoài. Dạ. Cao điểm nhất là một ngày tắm mấy lần? 4-5 lần. 4-5 lần. Rồi còn gì nữa không? Thứ ba. Ngủ thì nghiến răng. Ngủ nghiến răng. Sao em biết em nghiến răng? Ai nói em nghe? Má nói. Má nói. Thôi bây giờ vậy, nãy giờ chơi trò chơi để cho hai bạn thoải mái lên chút xíu. Bạn trai có vẻ hơi nhút nhát nhưng mà rất là chân thành. Bây giờ chị Tường cho hai bạn một cơ hội nữa, nhìn thẳng vào nhau. 30 giây, mỗi người nói lên một câu thôi. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Hoặc là mình đang nghĩ gì về đối phương, mình có cảm xúc gì với đối phương hay không? Mỗi người một câu thôi. Nhưng hỏi trước nha. Vấn đề mà tí thêm bước nữa, chồng em còn liên lạc với em nữa, nhắm cuộc sống ổn định không? Hiện tại thì là về tất cả mọi cái trên danh nghĩa hôn nhân thì tụi em không có hôn nhân, cho nên là không có rất bất kể một cái ràng buộc nào cả. Và nếu như mà họ muốn chịu trách nhiệm hoặc là muốn phiền hà em thì 6 năm qua đã phiền hà rồi, chứ không phải là tại đến bây giờ. Nãy em nói là thường hay liên lạc với em, toàn là kiếm chuyện thỉnh thoảng. Nên đó, anh rất là sợ nếu mà tiếng thì mình về với nhau, chồng em sẽ liên lạc này nọ, cuộc sống sẽ luôn sẽ có chuyện đấy. Tức là em nói ở đây cái vấn đề đó là liên lạc kiếm chuyện, tức là thường thì hay hỏi em là em đang ở đâu, con ai trông, buổi sao em đi làm em không, sao không ở nhà trông con đi. Thì thời gian gần đây thì em không muốn phiền nữa, cho nên là em đã chặn số điện thoại và chặn hết tất cả mọi liên lạc rồi, thì cũng không có thấy họ làm phiền em nữa. Chứ quan điểm tại giờ em chưa quen ai nên còn liên lạc, một khi em đã quen rồi người ta sẽ cố tình ta phá sao? Không có đâu. Sẽ là tại vì nhiều trong lúc đêm đang ở với nhau đi, gọi hội tới anh ví dụ thôi, nếu vợ chồng rồi đó. Em bắt máy. Ừ. Chồng em thì lúc đấy anh to cao thế này anh phải để em bảo vệ anh nữa. Em bắt máy, em nói là gọi vợ tôi có chuyện gì, em là vợ chồng trên danh chính ngôn thuận, người ta có liên quan gì đâu, mắc mớ gì gọi vợ em. Tại hôn nhân là cả một quá trình rất là lớn nên phải phải rõ ràng. Đúng rồi, cái đó chị cũng đồng ý như vậy á. Tưởng cà rỡn như nãy giờ cũng để ý dữ ha, để ý từng câu luôn á. Rồi còn em muốn nói gì với anh không? Em muốn hỏi anh là nếu như lỡ như sau này á em không thể thực hiện được cái điều anh mong muốn, đó là giữ cho bằng vợ bằng chồng, tức là về cái khả năng kiếm tiền, thì anh có thể nào thay đổi suy nghĩ của anh không? Anh vẫn ăn được mà, những cái nhà em làm, ở nhà nấu nước giặt đồ mọi thứ làm hết, em đi làm. Nhưng mà có hướng cầu tiến này, nhưng mà cứ làm được thì cứ làm lên thôi, cứ phát triển được mình, cái tương lai mình mà. Nãy giờ thì nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người rất là thật thà và có chút cảm giác an toàn, cũng rất là sâu sắc đó, có sự quan sát. Mình cứ tưởng đâu là rụt rè cười nhưng mà có sự để ý. Nói chung là Tường cũng rất là trân trọng cái cuộc nói chuyện, và ngay từ đầu Tường vẫn giữ nguyên cái lập trường của chị là hai bạn tương đối là hợp nhau đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường nhắc lại, nút bấm này là nút bấm tình yêu. Khi bấm nút có nghĩa chúng ta chấp nhận trở thành bạn trai bạn gái với nhau để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là nút bấm để kết bạn. Suy nghĩ thật kỹ, nếu thấy có sự rung động thì mới bấm nút, nếu không thì chúng ta không bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Anh rất là tốt, nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì hoặc là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là em không nên làm mất cơ hội của anh. Bởi vì Em cần một người đàn ông có thể che chở cho em. Nhưng mà theo những cái gì mình trao đổi với nhau thì em nghĩ là cái quan điểm về cái vấn đề này nó không phù hợp. Rồi thôi mời hai bạn đứng lên. Chị Tường cũng thay mặt chương trình ha, chúc cho em gái một người rất là mạnh mẽ, một bà mẹ đơn thân ha, tuổi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, rồi sẽ có một người đàn ông mà phù hợp với mình, chăm sóc mình và che chở cho hai mẹ con ha. Cố gắng lên chị. Em cũng vậy nữa, em rất là dễ thương. Đối với Tường, em rất dễ thương, rất đáng yêu, một người đàn ông cũng rất là có thể để cho những người phụ nữ nương tựa được, nhưng thiếu một mạnh mẽ xíu nữa, quyết liệt lên chút xíu. Đôi lúc mình hơi rụt rè, hoặc là trong cái cách mình thể hiện không có giống như mình nghĩ. Có thể là em rất thích cô gái này, nhưng mà cái sự thể hiện ra bên ngoài chưa đủ sức thuyết phục cô ta, cho nên là cô ta không bấm nút, nó mất cái cơ hội của mình. Thì rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi lúc mình là người đàn ông mình phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha cưng nha. Hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong thời gian gần nhất. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình nha. Và Cát Tường xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và xin đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.